Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì ngày mới chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để mình đón một cái Tết an lành hết cô chú. Thì hôm nay mời cô chú cùng theo con về Trà Vinh. Đây là một cái khu vườn rất là đẹp của anh Liền nha, với rất là nhiều loại cây kiểng. Thì nếu mà cô chú yêu thích bonsai thì không thể bỏ qua khu vườn này hết cô chú. Đặc biệt là anh Liền có một số cây bông trang rất là đẹp. Hôm nay thì con về đây quay cho cô chú xem, nếu có yêu thích thì cô chú ủng hộ cho anh Liền ha cô chú. Cũng khá lâu rồi anh không có gặp cô chú, thì lần này quay trở lại rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý cô chú anh chị. Đây, một cái khu vườn với rất là nhiều loại cây đẹp ha cô chú. Rồi cô chú, hôm nay thì sẽ cho cô chú chiêm ngưỡng một số tác phẩm của anh. Rồi, em chào anh Liền ơi. Dạ, chào anh Khánh, chào bà con của mình nha. Hôm nay em cũng có đến anh Khánh đến vườn em để giao lưu một số bông trang và đủ loại mai chú thủy. Dạ. Lá chung, lá nhỏ có cô chú anh chị. Rồi, cũng dạ, có nhiều loại ha anh Liền. Dạ. Mà đặc biệt là một số trang bonsai ha. Dạ, địa chỉ của dạ, em là ở xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Dạ. Số điện thoại là 0354 556 952, số Zalo của em luôn. Dạ. Cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em. Rồi, dạ, để không mất thời gian thì mình vô luôn đấy ha Liền ha. Dạ. Đầu tiên là cây số 1 ha cô chú. Là một cây trang bonsai. Trang bonsai. Đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ bonsai. Đó, tàn mình hết trơn ha. Nói chung thành phẩm mà ha. Đó. Anh Liền rất khéo tay ha cô chú, anh sửa những cái trang bonsai rất là đẹp luôn. Đó. Đó, dạ. Mấy cây trang này là em bao ship cho cô chú anh chị là bao chậu luôn nha. Bao ship bao chậu dạ, luôn ha. Em báo giá có chậu luôn nha. Rồi. Mà mình bao ship sao đây, hình thức là ship toàn quốc hay sao anh? Cái này đợt này bưu điện nó không có nhận anh Khánh ơi. Bây rồi, giờ chỉ là mình đi xe thôi chứ còn không có ship bưu điện được. Rồi. Nó giờ giá cả thì tùy theo vùng miền, với lại lúc này ship nó cũng hơi cao quá. Thì cô chú anh chị mình coi có tham khảo được lý cây nào thì gọi điện cho em ha. Rồi, rồi dạ, cho cái thông số giùm em luôn anh Liền ơi. Chụp cao trước ha. Cây đang búp nụ rất là nhiều. Rồi, thân cao của nó là 37. Cao 37. Thân ngang của nó là 60. 60. Rồi. Đây. Rồi, em đo hoành tổng nha. Rồi, một cây rồi em đo em báo luôn ha, cái hoành tổng là 30. Hoành tổng là 30 ha. Dạ. Đây cây nhỏ. Đây cây nhỏ em đo cao trên này ha. Rồi. Này là 14. Rồi, đây là 14. Dạ. Nó gồm có hai thân nha, chung một cái bệ ha, chung rồi, một cái củ. Đó. Thì cây số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là rồi, 2 triệu 7 ha. 2 triệu 7. Bao ship cả chậu ha. Bao ship cả chậu luôn ha cô chú. Dạ. Rồi. 2 triệu 7. Giá là 2 triệu 7, ship cả chậu luôn. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ anh Liền ha. Rồi đổi luôn anh Liền ơi. Rồi số điện thoại của anh Liền con có để trên màn hình nha cô chú. Cô dạ, chú trực tiếp liên hệ qua số đó ha. Rồi, kế tiếp là à, cây số 2 ha. Đây một cây số 2, một cây cũng đỏ lá nhỏ hay cô chú. Dạ, à, cây đỏ lá nhỏ. Đó. Cái này không cây có này, một lũa gì hết á. Rồi, cái cốt lớn ha. Cốt có lớn, một thân rất là to luôn cô chú. Đó. Dạ. Cây này chỉ mới được có nước dây thôi. Rồi. Rồi cho cái thông số giùm em luôn anh Liền ơi. Dạ. Mới nước dây thôi, nhưng cũng dạ, khá mạnh rồi. Tán cao của nó là 39 á. Rồi, tán cao 39. Dạ. Tán ngang của nó là 62. Rồi. Đây em đo hoành tổng ha. Đây, chỗ cái cổ này ha. Rồi. Cổ này là 32 ha. 32 ha. 32. Rồi em hảo cái hoành đế thử cho cô chú anh chị tham khảo nha. Rồi. Đây. Cái hoành đế là nó 65. 65 ha cô chú. Là có 44 45. 45 ha. 45, còn ở ngoài dạ, này nữa ha, mình chưa có đo hết. Dạ dạ, này, rồi em đo cái hoành lớn ha. Rồi. Đây, cái thân lớn của nó là 21. Thân lớn là 21. Dạ, em đo là chuẩn cô chú vậy nha. Rồi. Bao nhiêu? Mình 21. Đo có trừ heo hết trơn ha cô chú. Dạ. Đấy. Rồi, quay cái mặt này giùm em cái ha. Rồi đây. À. Cây già lắm rồi cô chú. Già. Cây. Rồi, giá cây luôn anh Liền ơi. Giá rồi, cây số 2 này em giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu 9 ha. 4 triệu 9 ha. Rồi, em bao ship cả chậu luôn ha. Rồi, chậu này là chậu xưa luôn ha anh Liền. Chậu xưa. Chậu này chậu xưa. Rồi, chậu xưa luôn ha cô chú. Dạ, 4 triệu 9. 4 triệu 9. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi kế tiếp là cây số 3 ha. Cây số 3 mà cũng cây đỏ lá nhỏ luôn. Đỏ lá nhỏ hai thân ha. Cây này dạ, cây hai thân. Những cây bonsai
rất là đẹp ha cô chú. Đây. Cái này nuôi cũng được tầm năm rưỡi rồi. Một năm rưỡi ha. Một năm rưỡi. Rồi. Cây cốt sạch sẽ ha. Dạ. Hai thân. Mấy cây này cô chú anh chị yên tâm ha, em vũ đất rồi hết ha. Rồi, mình trồng dạ. Là vũ đất hết cho luôn ha. Vũ đất anh. Hết anh. Đây. Rồi, cho em cái thông số luôn anh liền ha. Những cái trang bonsai đỏ dạ. Là nhỏ ha cô chú. Rồi, tán cao của nó 40 ha. Cao 40. Dạ. À, tán ngang như vậy là 60. Rồi. Đây, rồi em đo của hoành tổng hai thân ha. Tổng hai thân là 28. 28. Đây, em đo một thân ha. Một thân trên này ha, cô chú anh chị tham khảo ha, là 15 ha. Rồi, 15. Dạ. Rồi, anh đo cái thoát thân giùm em cái anh này. Cái thoát thân thử coi nó được như vậy. Đúng rồi, thoát thân tới 4 tạng. Bốn tạng. Trên này làm được 16. Rồi, 16. 16. Những cái tay cành nó bằng cái đũa ha cô chú, bằng chiếc đũa đang ôm dây. Nói chung là anh liền mới sửa. Thì cái số 3 ha. Cái số 3 này em vô lô của chính chị là 3 triệu ha. 3 triệu. Dạ. Em bao ship cả chậu luôn cả nha. Cả phí ship luôn ha cô chú. Dạ. Là cả chậu luôn. 3 triệu. Là về mình có cây mình trưng chơi thôi. Dạ. Cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Rồi, đổi luôn anh liền ơi. Đợt này em vô lô của chú anh chị là 70 cây ha. 70 cây luôn dạ, ha. Dạ 70 cây em băng qua 3 clip ha cô chú anh chị. Rồi. Rất mong cô chú anh chị đón xem ha. Dạ. Dạ ủng hộ cho anh liền. Cây số 4 dạ. Ha. Cây số 4 cũng là một cái trang đỏ lá nhỏ một cốt hai dạ. Thân ha. Cây một cốt hai thân. Nhìn rất là duyên dáng ha cô chú. Nhỏ. Nhìn duyên dáng. Rồi, nằm chung trong một cái bệ. Dạ. À, bệ đặt luôn. Rồi, rồi, cho em cái thông số luôn anh ơi. Tán cao của nó là 43. Rồi, cao 43. Tán ngang của nó là 59. Nói chung nó mịn tàn hết trơn ha. Dạ. Lát đát bông. Đây, này mình chơi tới Tết luôn cô chú. Hai thân là 30. Rồi, hai thân là 30. Dạ, thân này chắc khoảng mười mấy. Dạ 13. Rồi 13. Dạ. Cô chú có ở gần gần đây thì trực tiếp xuống vườn ha. Dạ. Mình giao lưu rất là nhiều loại cây nha cô chú. Rồi qua số điện thoại cứ liên hệ cho anh liền ha. Rồi thì cây số 4 này em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu rưỡi ha. Rồi, 2 triệu rưỡi luôn dạ. Ha. Cái triệu chậu rưỡi. Này là chậu bát giác phải không? Dạ chậu bát giác. Anh đo chậu, cái miệng chậu giùm em cái. Miệng chậu là lọt lòng là 35 ha. Rồi, lọt lòng 35. Dạ. Lọt chậu bát 35. Giác ha cô chú. Rồi, giá là nhiêu anh? 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi là dạ. Mình có một cái cây đẹp về mình chơi luôn ha cô chú. Dạ, cả rồi. Chậu luôn. Cả chậu luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, đổi luôn anh liền. Rồi, kế tiếp là cây đỏ. Cây đỏ lá chung ha. Đỏ lá chung, cây này là cây số dạ. Cây số 5. Số 5. Cây đỏ 5. Đỏ lá chung ha cô chú. Dạ, cây đỏ lá chung. Rồi. Em có ghép hai cái bo vàng hường vô đây cô chú anh chị. Rồi. Có hai cái bo vàng hường ha anh. Hai bo vàng hường. Rồi. Nó nói chung cây này hết đất ăn luôn rồi. Có chút xíu rồi. Một cốt ha, một mà cốt. Đặc biệt là nó già cô chú. Dạ. Già lắm già. Đó. Rồi, cái tán cao của nó là 59 á. Cao 59. Rồi, tàn ngang vô đây anh. Dạ. Tàn ngang của nó là 65. Rồi, tàn ngang 65. 65. Đây, đây. Em đo dưới trước ha. Dưới cái hai vị trí ở dưới sát cổ đế này là 23. Rồi sát đây là 23. Đây đo hoành trên ha, hoành chỉnh trên là 17. Rồi, cái thân nó nhiều rồi anh, cái thoát thân nhiều rồi anh đo giùm em cái. Được rồi. Đây, thoát thân tới đây là 24. Rồi, 24. 24. Rồi, vàng ha. Dạ. Vàng lá chung. Đỏ lá chung. Ở đỏ lá chung. Đỏ lá chung. Đây 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 có bông nè ha. Đỏ lá chung. Đó, cô chú. Rồi, thì, giá luôn anh liền ơi. Thì cây số 5 này em giao lưu với chị em mình 1 triệu 9 ha. 1 triệu 9 ha. Dạ. Rồi. 1 triệu 9. 1 triệu 9. Rồi đổi luôn anh ơi. Cây rất là già ha cô chú. Già lắm. Rồi. Cái cây số 6 là... Cây số 6. Rồi cây số 6. Cây số 6. Rồi. Cái tiếp cây số vàng. 6 là... Một cây... Cây em ghép... Trang vàng. Cây lá lớn ha, cây đỏ lá lớn. Đỏ lá lớn ha. Đỏ lớn em ghép Mỹ cam với vàng hường. Mỹ cam với vàng hường ha. Dạ. Ở đây là em thấy vàng, em tưởng đâu là màu vàng ha, nhưng mà là vàng hường ha. Vàng hường với Mỹ cam. Vàng hường với Mỹ cam. Dạ. Đây, cây Mỹ cam đây của chú. Phân nửa Mỹ cam, phân nửa Mỹ vàng. Và vàng hường. Rồi. Cây đỏ lá lớn ha. Rồi, đỏ nhung lá lớn ha. Dạ. Đỏ nhung lá lớn. Cây là không có một bọng ha. Dạ rồi. Dạ. Ủa hổm em bẻ chỗ này gãy cái tay này á. Gãy hết một cái bò ha. Gãy cái bò. Rồi. Nhưng mà nó cũng mấy cái kia nó lấp đầy hết trơn cô chú. Dạ. Lấp đầy hết.
Rồi. Rồi cho em cái thông số luôn anh liền ơi. Một cái cụm đặt luôn cô chú, nó nhiều thân ha. Rồi. Cái tán cao nó tới đây ha. Tới đây là 53 ha. 53. Rồi. Tán ngang nó như vậy là 85. Rồi, nó có hai màu hết cô chú, nhắc lại có hai màu vàng hường với lại Mỹ Cam. Dạ, em đo tổng cái cụm này ha. Cái gốc là cụm này là 42 ha. Rồi, cụm này là 42. 42. Rồi có nhiều thân ha. Em đo cái thân lớn này ha. Cái thân lớn nó chắc khoảng cỡ 20 hai mấy không mà liền. Hai mấy. Hơi. Cái thân lớn này hơi hơi lớn ha cô chú. Đó. Thân lớn. Đây cái thân lớn này em đo vòng đây ha. Trăm mấy luôn. Ê, lộn số rồi tới 100 mấy. Rồi lật ngược thước lại anh ơi, không sao. Đây là 25 ha. Rồi 25 luôn ha cô chú. Cái đế 25, là nó cuộn cuộn ở dưới mình chưa có. Cái này đế đều nha cô chú anh chị. Em bao đế đều luôn ha. Rồi, anh liền bao đế đều. Em lắp xuống cho nó sống khỏe cây phôi mà mới á. Rồi. Rồi, cây số 6 này cây ghép hai màu này em vô lưu là 3,2 triệu ha. 3,2 triệu ha. Dạ. Dạ rồi, 3,2 triệu cũng bao ship luôn ha cô chú. Bao ship. Rồi. Về mình chơi được ha cô chú. Đó. Hai màu, Mỹ Cam hai với vàng hường. Mỹ Cam vàng hường. Rồi. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi, kế tiếp là cây số 7 ha. Rồi, cây số 7. Một cái cụm cái này là cái này cây đỏ lá chung á, đỏ lá chung em ghép vàng hường ha. Đỏ lá chung bệ đặt luôn ha, cũng dạ, đặt nguyên kẹo bệ luôn đặt luôn. Bao cô chị là cô chú chị là không có một bọng không lũa miếng không rễ không hư ha. Nó chảy chì luôn ha cô chú. Dạ. Đây là nó cây này là trồng cho sống khỏe, cây này là giờ về mình mô lên là đẹp lắm á. Đặt cây chậu đẹp á, cây này cây đem đang nuôi á. Cái này mình ghép cái gì anh? Ghép vàng hường. Vàng hường, toàn bộ là vàng hường hết hả? Vàng hường hết. Tại rồi. cây này cây đỏ lá chung. Đỏ lá chung. Dạ, rồi em ghép vàng hường, tại lúc trước em thích vàng hường quá cái em ghép. Rồi. Giờ giao lưu cô chú anh chị. Đây là vàng hường toàn bộ luôn ha cô chú. Dạ. Cây này dài dữ lắm rồi, nguyên cái cục này là nguyên dính không có tách rời được nha. Rồi. Đó. Nó đặt kẹo luôn mà cô chú, chảy chì luôn. Đó. Cây nó già. Rồi. Rồi, cái tán cao của nó 69 á. Rồi, 69. Rồi, tán ngang như vậy là 70. Rồi. Đó. Nguyên cái cục này là như đây. Đây em đo nguyên cái hoành tổng nha. Nguyên cái cục đặt là như cái này đây. Nguyên đặt luôn nó lên sụ chân là 62. Rồi, nguyên cục đặt là 62. Đặt 62 ha. Rồi. Đó, chạy luôn 62 ha. Hào cái đế giùm em luôn này. Thử mình đế ha. Thử giùm. Mình đế này làm đây, đây. Cái đế này mình đế này em cắt lại luôn á. Rồi, gom lại luôn đó ha. Mình em gom lại em chơi bonsai á, em gom lại hết luôn là nó cứng chậu luôn á. Rồi. Hoành đế khoảng 101. 101 luôn ha cô chú. Dạ. Vậy thôi chưa đo hết nữa cô chú, dạ. Chưa lấy hết. Đó. Đây em đo cái thân đại diện ha. Cái này nó rất là già luôn à. Nó già lắm. Rồi đang đại diện nó 15. Rồi đại diện 15. Đó, 14, đây, 15, cái, 13 những cái, ha. Những cái bò ghép nó dính rồi cô chú. Dạ. Cây này sống khỏe. Rồi giá luôn anh liền ơi cây này. Rồi cây số 7 em giao luôn 6 triệu ha. 6 triệu. Dạ. Rồi cũng bao ship luôn ha. Chị ủng hộ em ha. Nó gồm có nhiêu thân vậy anh ấy giùm em. Cây này 5 11 thân ha. Rồi 11 thân ha. 11 thân. Giá là 6 triệu ha. 6 triệu. Rồi. Rồi đổi luôn anh ơi. Cây này nặng ha cô chú. Rồi tiếp theo là cây số mấy đây? Cây tới cây số 8 ha. Số 8. Dạ. Một cây cây số 8 là cây này cây hồng phấn thái cô chú anh chị. Hồng phấn thái. À hồng phấn cây thái. Cây ghiên luôn hả anh? Cây ghiên. Cây ghiên luôn cô chú ơi. À. Hồng phấn thái ha. Rồi, em không có ghép. Cây nó cái lá nó lớn hơn cái lá nhỏ ha anh. Lớn lá nhỏ. Hồng phấn thái. Ồ một cốt nở luôn, củ đế nở luôn cô chú. Củ đế cốt, đẹp. Củ đế nở, dốt ngọn ha. Đó. Nó giống như một cái cây cổ thụ mà thu nhỏ vậy ha. Đó. Cây này chỉ mới vô được đứt dây à. Mới vô nước dây thôi à. Xương xương thôi nha. Rồi. Rồi. Cho em cái thông số luôn anh ơi. Rồi tán cao 47 ha cô chú anh chị. Cao 47. Tán ngang như vậy là 52. Rồi. Đây cây em này đo đẹp quá, cô chú. Em đo cái hoành cũ trước ha. Cây này đẹp. Đây cái hoành cũ là cũ đặt nó hạo hạo ha. Hạo sơ là 50 ha. Rồi. Đây. Rồi em đo cái hoành chuẩn luôn. Hoành chuẩn chỗ này là 20 ha. Rồi hoành đây là 20. Đó. Thốt thân giùm em cái tước luôn. Lên cao luôn ha. Anh ơi. Thốt thân cái thân này một cốt dạ. Rất là sạch sẽ. Thốt thân là 12 phân ha. Thốt thân 12 ha. Dạ. Rồi. Đo chỗ này ha, còn dưới này là khoảng 25 hoành á em không có đo ha. Rồi, những cái tay cành này cô chú. Cây rất sạch sẽ. Bao đẹp luôn ha.
Đế nở, củ nở. Củ nở luôn. Cây hồng phấn thái ha cô chú anh chị. Hồng phấn thái đâu rồi, cho em coi cái bông này, em thấy con cái bông này anh liền. Đây nó ra bông. Cái búp nụ nữa nè. Hồng phấn thái nha cô chú. Cái lá nó cũng khác cái lá nhỏ ha, nó là bự hơn chút xíu. Đó. Rồi giá là nhiêu đây anh ơi? Rồi. Thì cây số 8 này em vô lưu với cô chú anh chị là 3 triệu 8 ha. 3 triệu 8 ha. Dạ. 3 triệu 8. Cây đế rất là lực nha cô chú, đế rất là lực. Đặt sệt luôn. Dạ. Yeah. Rồi. 3 triệu 8. Dạ, 3 triệu 8. Cây số 8. Rồi, đổi luôn anh Liền. Rồi rất mong cô chú anh chị xem clip và ủng hộ cho anh Liền hết cô chú. Rồi, kế tiếp chưa đăng ký kênh thì ủng hộ đăng ký kênh. Dạ. Cây số 9 ha. Rồi, một cây số 9 là một cây cây đỏ lá nhỏ luôn. Đỏ lá nhỏ. Dạ. Cây đế đẹp quá. Trời hôm nay cũng hơi âm u cô chú, cho nên là nếu mà có hình ảnh có không rõ thì cô chú cứ trực tiếp. Dạ. Gọi cho anh Liền ha. Hỗ trợ em, hỗ trợ Zalo thêm ha cô chú. Dạ. Anh chị. Dạ rồi. Trời bữa nay không có nắng. Rồi. Con cũng cố gắng quay kỹ cho cô chú xem. Cây này là em đế em cắt nhỏ lại ha cô. Đó. Chú anh chị. Là cây này em đang nuôi á, cây này là về vô chậu nhỏ được nha. Rồi. Tàn thì cũng mịn ha cô. Dạ. Chú, tàn khá mịn. Giờ đây đây cái thắng cao của nó là 45. Rồi, cao 45. Thắng ngang là 58. Rồi, thắng ngang vậy 58. Là 58. Rồi, cái hoành thân này sao đây? Đây hoành thân đo chỗ này ha. Rồi. Cắn gì không? Rồi, em báo luôn ha, hoành thân chỗ này là 23 ha. Rồi, 23. 23 hoành. Đế đó. Đều hết trơn anh, đế nó đều. Chảy đều hết trơn luôn ha. Dạ, nó chảy đều. Cái này mình hào hào cái dòng đế giùm em cái cho cô chú dễ hình dung ha. Đây này. Đây ha. À, đây. Đây cái dòng đế tới đây là nó 70 ha. Rồi, 70 luôn ha cô chú. 70 hoành. Đế nhìn cứng luôn. Về để chưng chơi thôi. Cái này hai ba lớp đế. Dây thì con thấy nó siết rồi ha cô chú. Dây siết rồi mình có thể tháo rồi đó. Dạ. Thì cây số 9 này em giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu ha. 4 triệu ha. Dạ. Trong cái chậu 4 triệu là luôn. Cây này em không có bao chậu á, vì cái chậu này á mua cây của ông bạn á, ông không chịu bán chậu. Dạ, rồi. Em chỉ rút bầu. Tức là cái cây này không chậu. Dạ. Nhưng cái cây này là không chậu ha. Dạ. Đó. Giá là nhiêu anh? 4 triệu. 4 triệu. Rồi. 4 triệu cũng bao ship hay cô chú. Rồi, rồi đây, xuống vậy. Cái này không chậu. Rồi đổi luôn anh Liền á. Rồi kế tiếp là cây số 10. Số 10. Số 10 là cũng là trang đỏ lá nhỏ hay cô chú. Đỏ lá đây. Nhỏ luôn. Anh Liền là chuyên bông trang. Cho nên ảnh có những cái tác phẩm bông trang rất là độc đáo. Nhiều kiểu dáng, nhiều loại đỏ cô chú. Đỏ lá nhỏ luôn. Đó. Đó, em quay vài vòng đó, em thông số rồi báo giá cho cô chú anh chị luôn ha. Rồi. Rồi, tán cao từ đây đến đây là 51 á. 51. Tán ngang như vậy là 66. Rồi, cây này cũng già lắm rồi cô chú ơi. Dạ. Thấy nó lên móc meo hết trơn rồi. Mà cây này nó 3 thân. 3 thân ha. Dạ, em đo hoành tổng ha. Hoành tổng là 28 ha. Rồi, 28. 28. Rồi, em đo một thân đại diện ha. Rồi, cứ hào hào giùm em là được. Rồi, thân đại diện là 13 ha. Rồi, 13. Đó. Đây. Cây này tay cành lớn rồi cô chú. Đây, cành cái chắc cũng sửa lâu ha anh. Sửa cái này cái này 2 năm rồi anh. 2 năm rồi ha. 2 năm. Hay tay cành nó lớn rồi ha. Tay cành lớn. Thì cây số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị 1 triệu 8 ha. Một bao cái ship triệu ha. 8. 1 triệu 8. Rồi. 1 triệu 8 thôi ha cô chú, là mình có một cái cây về mình trưng. Dạ. Luôn. Gửi luôn cái chậu cho cô chú anh chị, vừa thay chậu đẹp. Rồi. 1 triệu 8 bao ship luôn. Rồi, rồi đổi luôn anh ơi. Rồi số 11. Rồi cây 11 cũng cây đỏ lá nhỏ luôn á. Đỏ lá nhỏ. Đây cô chú. Này cái tàn như cái dù ha. Dạ. Đó. Một cốt tàn dù. Đặc biệt là cái bộ đế nôm. Đợt này em cắt bông tết anh Khánh. Rồi. À, dạ. Đợt trước bông quá trời luôn, để muốn suy cây luôn. Rồi. Bông không thấy cây luôn. Anh có rất là nhiều cây cô chú. Nên có khi làm cũng không kịp nữa ha. Rồi. Rồi, cái bộ đế nôm rất ha. Là đẹp nè. Rồi, cái tán cao đó đây xuống đây là 59. Rồi, cao 59. Rồi. Tán ngang là 52. Dạ rồi, 52. Đây. Đó có cái hoành đế ha. Quyền cái bộ đế nó nôm lên rồi cô chú. Dạ. Đế như đế mai vậy ha. Hoành đế đẹp. Hoành đế là 58. Rồi, hoành đế 58. Đây, cái hoành nó thì nó không cái có lớn. Cái tàn của chú, cái tàn cũng đặc hết chứ. Cây thì nó đế nó đẹp. Đây, cái hoành nó 15. Rồi, hoành này là 15. Hoành 15 đây, em xây cho chú anh chị. Đây. Xem ha. Nôm đều hết trơn ha. Nôm đều hết trơn ha. Cây này là em bao không có một bọng nha.
Rồi, nôm đều hết, rễ khỏe hết trơn, không có cái rễ nào bị hư bị gì Dạ, trơn cái ha. nào có Đúng. hư thì em báo ha. Rồi. Nôm đều hết trơn Rồi đó thì cây số 11 này em giao lưu của chú anh chị là 2 triệu ha. 2 triệu. Dạ, 2 Gồm cái triệu chậu luôn là anh. có cái chậu luôn. Rồi, 2 triệu ha cô chú, là có Dạ. cái chậu luôn. Bao ship luôn. Đó. Cây đế nôm rất là đẹp ha cô 2 chú. triệu rồi. Rất mong cô chú anh chị xem và ủng hộ cho anh liền. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi. Rồi, kế tiếp là cây số 12 ha. 12. Rồi, 12. 12 là một cây cũng Cây tàn đỏ, dù luôn, cây đỏ đỏ lá nhỏ luôn ha. đỏ lá nhỏ tàn dù luôn cô chú à. Dạ. Tàn cây này thì cốt lớn hơn. Cốt lớn hơn. Tàn mịn hơn ha. Đế nó Đó. không được đẹp. Đế thì cây lớn nhưng mà đế không Dạ. bằng cây kia. Đây. Đó. Đây cô chú tàn ở dưới lên. Đầy hết trơn rồi. Rồi. Rồi, cho em cái thông số luôn Đây. anh ơi. Cây này trực. Rồi. Cái tán cao nó là 63 63. ha. Rồi cái tầng ngang như vậy là 68. Rồi. Đây em đo một chỉ là có một hoành một nha, duy nhất ha. Trực Dạ, tàn hoành là dù luôn. 18 ha. Rồi. 18 là em báo cô chú anh chị là chỗ này nó có bị lỗi nha. Rồi. Nó có bị lũa cái rễ này ha. Có bị lỗ cái rễ này ha. Dạ, bị lũa. Cây thì cây già lắm rồi Cây cô chú, này thì cây già. bán thì lỗ rồi đó. Bán lỗ. Bán lỗ rồi đó. Thì Rồi. cây 12 này em giao lưu của chú chị là 2 triệu ha. 2 triệu thôi ha anh. Dạ, 2 2 triệu triệu. là bao ship luôn ha. Bao ship. Rồi, 2 triệu ha cô chú. Dạ, nó có bị lũa cái này ha, nhưng mà không sao nha, cây này Cây. là từ đó giờ ha. Cây cũng giống như sống thẻ Rồi, nha. cây này ở trong này thì không có việc gì hết ha cô Không chú. gì, mấy rễ Cái này thân này là rất là sống lớn hết ha. ha. Cái này thốt thân cỡ cỡ 20 cô chú, 20 hai Rồi, mấy luôn thấp thân à, đúng rồi, có 20. á. Đó. 22 luôn ha, Rồi. thân 22 phân. Rồi xuống cây. 2 triệu thôi anh. 2 2 triệu. triệu bao ship luôn ha cô chú. Cây rất là Rồi đẹp xuống luôn. luôn nữa. Rồi, kế tiếp là cây số 13 13. ha. 13. Cũng trực tàn dù luôn. 13 cây trực luôn. Rồi, dán trực tàn dù luôn. Đây. Đặc biệt cây này bộ đế đẹp ha, bộ Cây này quá đế chí đế luôn. Nguyên cái cũ luôn. đặc hư luôn cô chú. Đó. Bộ đế nè. Rồi, báo giá đây em Nó nằm chết chải ở con đây số luôn. của chú anh chị ha. Tăng Rồi. cao của nó là 67. Cao 67. 67. Thằng ngang như vậy là 48. Rồi, ngang 48. Đây, em đo cái hoành cũ xương xương cho cô chú anh chị coi Rồi. ha. Đó chứ cái cũ đặt luôn. Cái cũ đặt của nó là khoảng 60 á. Rồi, cũ đặt 60. Dạ. Đây. Cái hoành nó là 17. Rồi, hoành thân À, 17. hoành thân 17. Đây cô chú. Đây cô chú anh chị xem kỹ giùm em ha. Đó. Đó. Cây này về vô có chậu đẹp nữa là đẹp lắm Cây à. này rất là già ha cô chú. Cây em đang nuôi ha. Anh đo cái thót thân giùm em luôn. Cái thót thân lên cũng cao nè. Thoát thân lên tới chỉ cần nhất là 29 ha. Rồi 29. Rồi giá 29. luôn anh liền ơi. Rồi, cây Giá luôn. số 13 này em giao lưu là 3 triệu ha. 3 triệu. 3 triệu quá trời cái cũ luôn. Rồi. 3 triệu. Bao ship luôn ha cô chú. Dạ. Tàn thì đây. Cái tiếp là cây số 14. 14. Cây số 14 là cây cây trăng trắng ha, em ghép ha. Một Em cái ghép củ Mỹ vàng ha. trắng trắng ghép Mỹ vàng ha. À, 14. Đây. Rồi, cây này là cây trăng trắng ha, em ghép trắng lá chung ha, em ghép Mỹ vàng ha. Rồi. Mỹ cam, hai màu luôn. Mỹ vàng Mỹ cam luôn ha. Dạ, Mỹ vàng, Mỹ cam. Một cái củ tròn vo ha. Củ Dạ. tròn vo luôn như cái cúp vậy cô chú. Nhìn qua tưởng đâu là cái gốc mai tứ quý ha. Rồi, tháng cao của nó em đo tới cái định cái này ha. Là Rồi. 48 ha. Rồi cao Rồi, 48. vậy nó vậy đi. Chứ không có thằng ngang gì. Là mới mới có mấy Đây. cái bò à cô chú. Em Cái đo hoành chỉnh của nó ha, là nó 38 ha. rồi, quanh này là 38 hoành 38. ha. Rồi. Họ có chứ chị coi kỹ à, tham khảo giùm em ha. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi, thì cây số 14 này em giao lưu 2 triệu rưỡi ha. 2 triệu rưỡi. Dạ. Cây trăng trắng lá chung em ghép Mỹ cam Mỹ vàng ha, Mỹ Mỹ cam vàng ha. Mỹ vàng. Dạ, 2 triệu rưỡi Cái cây số cốt là trắng 14. trắng nha cô chú. Trắng Ừ. trắng. Rồi. Cây là không có một bọng ha. Cây to lắm cô chú, cây sát nó to lắm mà nó Rồi lực xuống. cây á. Tròn vo à. Rồi cây 15 ha. 15. Rồi cái tiếp 15 là cái đỏ lá nhỏ luôn nha. Đỏ lá nhỏ ha, ba thân Ừ. ha. Ba Đó. thân. Đó. Cây hết dinh dưỡng. Cây tam tài. Ba thân cô chú.
nhìn cũng rất là có duyên cô chú. Đó. Đó. Rồi, rồi chiều cao thông số ha. Là tấn cao vậy là 59 á. Cao 59. 59. Tấn ngang là 54. Tấn ngang 54. Dạ. Đó mình tổng 3 thân ha. Rồi. 3 thân nó là 32. Này cũng rồi. Có đế hay cô chú. Này đế nó trải ra vậy nè cô chú. Một thân á. Thân như này là 14 á. Rồi, thân đó là 14. Dạ. Rồi, 14. Quay quay giùm em cái ha. Rồi thì cây số 15 em vô lưu cho cô chú anh chị là 1 triệu 6 ha. 1 triệu 6 ha. Dạ 1 triệu 6 ha. Này, có chậu luôn ha. Dạ. 1 triệu 6. 1 triệu 6 cũng bao ship luôn ha. Cái này. Dạ. Khá to ha cô chú. Đó. Trong một cái chậu gốm. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi tiếp theo luôn. Cây số 10. 16. Rồi cây này cây 16 ha. 16 là một cây gì đây? Trang cây gì này đây cây này? Cây lá nhỏ em ghép cây Mỹ cam với vàng hường ha. Cây đỏ lá nhỏ hả? Cây vàng lá nhỏ. À vàng lá nhỏ. Dạ, vàng quá lá nhỏ. Trời cái bộ đế nó ha. Em ghép Mỹ cam với vàng hường ha. Rồi. Vàng lá nhỏ nghe cô chú. À, anh liền ảnh ghép Mỹ cam với vàng hường vô đây. Dạ. Mỹ cam vàng hường lá chung lại. Rồi. Rồi. Cái tấn cao là 60. 60. Tấn ngang như vậy là 70. Rồi. Ảnh là chiên bông trang cô chú ơi. Nói chung là bông trang là các loại. Ghép rồi. Lộn qua lộn lại luôn ha. Nó hoành là 17 ha. Rồi, hoành là 17 ha. Cái dạ. Củ đế nôm rất là đẹp. Anh đo nguyên cái củ đế này giùm em coi. Cái củ đế này nó nôm mà nó già cổ gì. Dạ. Rất là phê cô chú. Ờ đây. Đây, nguyên bộ đế nôm nó là 72 ha. Rồi, nguyên bộ đế là 72. Dạ. Mà nó nôm đều lên hết trơn ha, giống như là mình sắp đế ha. Vậy ha. Dạ. Giống như là mình sắp đế cô chú. Rồi thì cây số 10 16 này em giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu ha. 2 triệu. 2 là triệu. Mình có một cái cây đẹp luôn, cái này chắc đi không chậu quá anh ha. Đi cây này chắc nếu mà sẵn đi xe thì em để chậu luôn ha. Rồi. Nếu mà đi Honda thì em gỡ chậu ra ha. Rồi. Dạ, 2 triệu. 2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Cây rất là đẹp cô chú. Rồi, cây số 17 ha. 17. Rồi, 17 cũng đỏ lá nhỏ luôn ha. Một cây đỏ lá nhỏ luôn cô chú ơi. Dạ. Đó. Đó. Đây này cũng 3 thân anh. 3 thân. 3 thân. Nguyên một cụm 3 thân. Tàn đây. Đó. Đó. Rồi, rồi cho em cái thông số luôn. Có một cái thân nó đưa ra đây rất có duyên. Rồi. Cái tấn cao của nó là 65. Rồi, từ mặt chậu lên là 65 ha. 65. Tấn ngang như vậy là 74. Rồi, 74. Đây. Em đo 3 thân nha. 3 thân của em nó là 34 ha. Rồi, 3 thân là 34. 34. Rồi, em đo một thân đại diện này ha. Một thân đại diện này là 16 ha. Rồi. Cái này là đế cũng đều luôn ha cô chú. Đế cũng đều đế luôn. Luôn. Đó. Cây này vừa vô tha chậu là đẹp. Đó, cây này cốt thốt thân cao quá anh. Anh đo cái thốt thân nhẹ nhẹ giùm em cái. Nhẹ lên đây đúng ha. Rồi. Nhẹ lên đây là 30. 30 ha cô chú. Thốt thân cũng cao lên ha. Phong nó cũng thoáng. Cây này về cô chú anh chị có thích thì về thay chậu cái là đẹp này ha. Rồi, giá luôn anh liền rồi, ơi. Rồi, thì cây số 17 này em vô lô cô chú anh chị là 3 triệu ha. 3 triệu. Dạ, 3 triệu. Rồi. Rồi, đổi luôn anh ơi. 3 triệu ha cô chú. Số điện thoại của anh liền con có để phía góc trái dưới màn hình nha cô chú. Chú yêu thích rồi. Thì gọi trực tiếp cho số đó ha. Cái tiếp là cây 18 ha. 18. Cây 18. Dạ, cây 18 là cây cây đỏ nhung á, đỏ nhung lá lớn em ghép bỉ cam á. Rồi. Cây đỏ nhung lá lớn. Đỏ nhung lá lớn. Dạ. Ghép toàn bộ Mỹ cam không anh? Mỹ cam không anh? Ghép Mỹ cam ấy. Sống khỏe hả cô chú? Những cái bộ ghép nó lớn hết trơn à. Dạ. Đặc biệt cây này là hai, một cốt hai thân mà nó ép dính tăng cao luôn. Của nó là 79 á. Rồi cao 79. Tàng ngang như vậy là 69. Rồi. Thay gần chút em nói cái lỗi của nó ha, em đo cái hoành thân ha. Hoành thân vậy là 40 ha. Rồi thân 40. 40. Còn ở trên này. Ở trên này là 25 á. 25 ha.
Đó là hai thân ha, đây. Đó là hai thân mạnh, nó dính nhau luôn ha anh. Mà đây. Đặc biệt là cái này nó không gọi là có cái mặt cắt ở đây, người ta để người ta chặt lâu á, rồi nó bị một chút xíu ha. Rồi. Rồi em làm mình keo chám lại ha. Chám lại chứ không có ảnh hưởng gì ha. Anh đo cái thốt thân giùm em ơi, cái thốt này cao nè. Nguyên một cái củ đây, thốt thân tới đây đó. Là 39. Rồi 39. 39. Rồi cây này giá sao đây anh ơi? Rồi cây số 18 em giao lưu là 2 triệu ha. 2 triệu. Dạ, 2 triệu. Rồi. Cái này 2 triệu ha cô chú. Cô chú lấy về là mình rồi. Chơi rất là đẹp luôn nè. Này nguyên một cái củ tròn giò ha. Rồi, đổi cây luôn. Rồi. Rồi, tới cây 19 á. 19. 19 là cái đỏ lá nhỏ ha. Đỏ lá nhỏ. Cây củ to quá đẹp. Một cốt cây trực ha. 19. Cái phong này mình kêu phong gì đây anh? Chơi cái phong cách cây gì đây? Là chúng em không gành á anh Khánh ơi, thì mình thích làm sao làm vậy thôi chứ còn không. Dạ. Này về cô chú có thể ý thích thì mình bẻ lại ha. Dạ. Nói chung là tay cành nó ra cũng đầy đủ hết trơn rồi. Cái này nuôi cũng được năm rồi đó. Là một năm ha. Chưa có bẻ ra nè, nó cây, ra bông hoài hoài luôn. Cây trực cốt lớn ha cô chú. Dạ, cốt lớn. Rồi, cho em cái chiều cao anh ơi. Quá trời, cái tủ luôn. Rồi cái thắng cao đó em đó tới cái ngọn vậy là 99 á. 99 rồi. 99. Thắng ngang nó nhỏ là khoảng 43 ha. 43. Này về mình làm cây thông cũng được không chú? Rồi. Đó, tròn đều nhỏ. Ha. Đặc biệt là cái củ đế nó. Củ đế quá trời luôn. Nó đế cuộn cuộn cuộn. Đó cô chú anh chị xem kỹ giùm em ha. Cây đế cổ ha. Cây không có hư gì chân ha. Rồi, mình đo cái hoành thân cho anh. Cho anh cái hoành thân đi. Đây, hoành thân em đo hai vị trí ha. Rồi, phía dưới này cái ha. Vị trí chỗ này, chỗ cổ rễ này ha là nó 25 ha. 25. 25. Rồi. Đo trên này ha. Rồi trên đó là như này. Trên này là 18 ha. Rồi 18. Dạ, rồi, 25. Nguyên cái này giùm em cái này. Quá trời, cái đế đẹp cô chú anh chị ơi. Tham khảo và ủng hộ em ha. Chỗ này là nó 70 ha. Rồi, 70. Đó. Rồi giá luôn anh ơi. À, thì cây số 19 em giao lưu là 4 triệu 8 á. 4 triệu 8 ha. 4 triệu 8. Đấy rồi. Mấy cây cốt lớn bây giờ cũng khó kiếm rồi chú. Trang là cốt lớn bây giờ. Cây đỏ là nhỏ ha. Cốt mà đế đẹp. Cây này thì nó phải lâu năm lắm rồi. Cây già lắm rồi. Cây số 19 4 triệu 8 á cô chú anh chị. 4 triệu 8. Rồi xuống cây luôn chú. Rồi đổi luôn anh ơi. Số 20. Tới 20. Rồi cây này là cây cuối chưa? Cuối clip hôm nay chưa? Rồi cây này 22 cây anh. Rồi 22 cây ha. 2 cây nữa. Cây này là cây 20. 20. Rồi một cái cây cũng một cốt luôn cô chú, nhưng mà cái tàn nhỏ, nó nhỏ luôn. Cái tàn nó bay bay ha, nó siêu siêu bay bay ra mà nó thật thoát thân cao nghe cô chú. Cao lên mới bay bay. Đây là Tường ơi bên đây không? Nguyên một cái cây rất là đẹp. Rồi cây số 20 ha, cũng cây đỏ lá nhỏ luôn ha. Đấy. Cái này mình trưng trước nhà. Chúng ta đo tới đây ha, là nó 84 ha. Rồi 84. Dạ. Cái tán dài em đo như vậy là nó 90. Rồi 90. Tán vậy đó, 90. Rồi cái tàn ngang anh ơi, cái tàn ngang nó được nhiêu này? Tàn ngang. Rồi. Tàn ngang nó là 60. Rồi 60, cây khá dạ. Lớn nha cô chú. Lớn. Cây lớn. Bonsai cũng khá. Cây này cắt tỉa lại bông tết nè. Đây hoành chuẩn nó là 19 á. Rồi 19. 19 hoành. Rồi. À, cái hoành đế em hạ hoành đế xương xương nha mày. Rồi, hoành đế. Đây, hoành đế vậy là khoảng 80 á. 80 ha. Dạ. Đế già lắm rồi cô chú ơi. Quá trời cây đế. Già. Cây già nè cô chú. Cô chú thấy cái da cây là mình biết à. Dạ. Biết nó già. Đó. Cái tàn thì mịn hết trơn rồi, tàn mịn. Ảnh cho bông tết nè, những cái nụ này nó chuẩn bị ra bông rồi cô chú. Búp nụ nó cắt tỉa được sau này cho nó mình ra ngay tết. Rồi giá luôn anh. Rồi thì cây số 20 này em giao lưu 4 triệu á. 4 cả triệu. Cả chậu á. Cả chậu luôn ha anh ha. Dạ, 4 triệu. 4 triệu. Một cốt đi lên ha cô chú, vót ngọn luôn. Nhìn rất là thoáng cây. Rồi đổi cây. Sạch sẽ. Rồi đổi luôn anh liền ơi. Rồi cái tiếp là cũng cây đỏ lá nhỏ luôn ha. 21 anh. 21. Đây cây số 21. Cây này cây ghiên luôn hả? Cây này cây ghiên không? Cây ghiên luôn cô chú ơi. Tại con thấy cái cốt to quá nên là đây, tưởng đâu là ghép nhưng không phải hả cô chú. Cây ghiên đỏ lá nhỏ ghiên ha. Đỏ lá nhỏ luôn. Rồi. Cây này cũng được bao lâu anh?
Cây này em nuôi được hơn năm rồi anh. Rồi, hơn một năm ha. Rồi. Thân cao của em nó là 49 á. Cao 49. Thằng ngang vậy là 49 luôn. Rồi, ngang 49 luôn. 49 rồi. Đo chỉ là nó có hoành, nó có một một hoành một thôi. Rồi, ngay vị trí đó là hoành là 25 ha. Rồi, thiếu 25. Xíu. Dạ, hình chuẩn luôn á. Rồi. Là 25 á. Bộ đế này cô chú, đế đây nè. Cái này đế đẹp. Đây, tàn thì cũng khá mịn màng rồi. Dạ. Rồi giá tham khảo luôn anh Liền ha. Giá rồi cây 21 này là anh giao lưu là 5,5 triệu ha. 5,5 triệu ha. Dạ. Cây này cốt lớn ha cô chú. Nếu cô chú chị nào không thích chậu thì em bỏ chậu lên trừ tiền lại ha. Rồi. 5,5 triệu ha. 5,5 triệu. Rồi. Đổi luôn anh ơi. Rồi tiếp rồi. Theo cây số... cuối clip là cây số 22 ha. Rồi 22. Cây số 22 là một cây mai chiếu thủy lá lớn. Mai chiếu thủy. Rồi. Lá lớn da đen ha anh. Dạ, lá lớn da đen. Rồi, cây này là đặc biệt là nếu cô chú nào yêu thích cây mà cây lũa ha. Bọng lũa thì cây này ha. Mình chơi phong cách lũa thì đây cây này là hợp lý. Cây này rất là đẹp cô chú. Cây này em chơi được gần 5 năm rồi. Mặc dù lũa nhưng mà nó nghệ thuật cô chú, chứ không phải là nó nhìn chi cành anh Khánh không có dây nào nữa ha. Rồi, tháo dây hết hả? Chi cành là lớn hết rồi. Lớn hết. Cây này vừa thay chậu đẹp nữa. Cây này cây thành phẩm rồi cô chú. Cây thành phẩm. Và đèn lá lớn thì nói chung là nó sống rất là khỏe cô chú. Trong mọi điều kiện thời tiết luôn. Nói chung miền Nam, miền Trung, Bắc gì mình chơi cái dòng này nó cũng được hết trơn á. Cái này lũa vậy là hết rồi ha, không có còn lũa nữa. Rồi, hết lũa luôn à. Hết lũa được luôn. Cây rất nghệ thuật luôn đây. Cây cao là 67. Dạ, 67. Dạ, tán ngang như vậy em đo như vậy là 91. Rồi, tán ngang là 91 ha. Đo 91 ha. Tàn khá lớn ha cô chú. Cái tàn ngang này là 55 ha. Dạ rồi. Đó. Cái hoành này không biết đo làm sao ha. Bây giờ em đo trên này ha anh ha. Rồi, anh cứ đo đi. Đo trên này cái ha. Tham khảo đi. Đây, hoành trên này là 28 ha. 28 rồi. Đó. Nó vậy đó. Đây, cái thân bên đây là không bọng ha cô chú. Không. Còn bên đây là bọng. Nhưng mà lũa này là lũa tự nhiên đó cô chú, mình làm cũng không được ha. Lũa tự nhiên, cái cây nó vậy thôi, lũa tới đây luôn nè. Tới đây. Nói chung là cây lũa nhưng mà đẹp lắm. Mấy cái tay này. Cây này thường trong đây gần 6 năm rồi. Thành phẩm lâu rồi nè. Năm chậu này. Cái ngọn ta bẻ rồi chú. Chậu muốn hư luôn rồi. Thì cây cuối clip này em giao lưu của chú anh chị là 4,5 triệu ha. 4,5 triệu ha. Em bao phí ship. Cái này mình vô cái chậu đẹp đẹp đó ha cô chú. Dạ. Là cây nó khác liền. Rồi. Rồi 4,5 triệu. 4,5 triệu. Là cũng là cây cuối ha anh Liền. Dạ. Dạ, cuối clip thì em cũng chúc sức khỏe của chú anh chị được nhiều sức khỏe ha. Rồi. Rất mong cô chú anh chị là ủng hộ em ha. Rồi, rất cảm ơn anh Liền đã chia sẻ và mời cô chú để cùng gặp lại anh Liền ở những cái clip tiếp theo. Con xin chào và hẹn gặp lại ha.